Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 4. Cô rất vui lại được gặp các em trong buổi học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phân môn tập làm văn lớp 4. Để chuẩn bị tốt cho tiết học, các em chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt lớp 4 tập 1, bút, vở ghi chép. Khi ngồi học, các em ngồi học ngay ngắn, tập trung nghe cô giảng bài. Các em chuẩn bị xong chưa nào? Chúng ta cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay nhé. Các em ạ, muốn kể chuyện hay, hấp dẫn người nghe, chúng ta phải có từng đoạn chuyện hay gộp thành. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em xây dựng đoạn văn kể chuyện hay và hấp dẫn qua bài. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện. Mời các em mở sách giáo khoa trang 64. Để có một câu chuyện hay, hấp dẫn, chúng ta phải biết câu chuyện đó có tên là gì, cốt truyện của nó như thế nào. Mời các em hãy nhìn lên màn hình, quan sát các bức tranh và cho cô biết câu chuyện được miêu tả trong các bức tranh có tên gọi là gì. À, chắc đã có bạn đoán ra tên câu chuyện rồi phải không nào? Câu chuyện được miêu tả trong các bức tranh có tên gọi là ba lưỡi diều mà các em đã được học ở lớp dưới. Vậy câu chuyện nói về nội dung gì? Có một số bạn sẽ nhớ hết nội dung câu chuyện. Có bạn sẽ nhớ được một phần của câu chuyện. Vậy để nắm vững hơn nội dung câu chuyện, cô cùng các em chuyển sang bài tập 1. Bài 1. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện ba lưỡi diều. Ở bài 1 yêu cầu chúng ta là dựa vào tranh và lời kể dưới tranh kể lại cốt truyện ba lưỡi diều. Vậy ở giờ học trước các em đã biết thế nào là cốt truyện rồi? Bạn nào cho cô biết cốt truyện là gì? À, cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Để các em hiểu thế nào là cốt truyện rồi, các em hãy xem tranh và đọc lời kể dưới tranh, kể cho cô và các bạn nghe cốt truyện về ba lưỡi diều. Bạn nào xung phong kể cho cô và các bạn cùng nghe nào. Thưa cô, em xin kể lại cốt truyện ba lưỡi diều. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một chàng tiều phu, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cho anh một lưỡi diều. Hàng ngày, chàng tiều phu phải đi vào rừng đốn củi để kiếm sống qua ngày. Khi đang đốn củi, bỗng dưng lưỡi diều của anh bị văng xuống sông. Chàng trai vô cùng buồn bã. Bỗng, một ông cụ hiện ra, hứa sẽ vớt giúp chàng. Lần thứ nhất, ông cụ vớt lên một lưỡi diều bằng vàng. Chàng trai không nhận đó là lưỡi diều của mình. Lần thứ hai, ông cụ vớt lên một lưỡi diều bằng bạc. Chàng trai cũng không nhận đó là lưỡi diều của mình. Đến lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi diều bằng sắt. Chàng trai vui mừng reo lên nhận đó là lưỡi diều của mình. Cụ đã khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi diều. Chàng trai cảm ơn ông cụ và mang cả ba lưỡi diều về nhà. Câu chuyện của em đến đây là hết rồi. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Vừa rồi chúng ta vừa nghe một bạn kể lại cốt truyện ba lưỡi diều. Bạn đã kể lại đầy đủ nội dung cốt truyện. Bạn kể đúng diễn biến, đúng trình tự của câu chuyện. Giọng kể thì phù hợp và lôi cuốn người nghe. Cô nghĩ sẽ có rất nhiều bạn sẽ có nhiều cách kể hay hơn, sinh động hơn. Các em có thể kể lại cốt truyện ba lưỡi diều này cho ba mẹ, anh chị của mình nghe nhé. Các em vừa nghe kể lại được cốt truyện ba lưỡi diều. Vậy bạn nào cho cô biết câu chuyện có mấy nhân vật? À, câu chuyện có hai nhân vật, đó là chàng tiều phu và ông cụ. Vậy em hiểu tiều phu là như thế nào? À, tiều phu là người đàn ông làm nghề kiếm củi ở trong rừng. Vậy câu chuyện nói về nội dung gì? Câu chuyện kể về việc chàng trai nghèo đi đốn củi và được tiên ông thử thách qua việc mất diều. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
Câu chuyện khuyên chúng ta phải trung thực, thật thà trong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc. Các em ạ, việc vào rừng đốn củi của người dân không được nhà nước và pháp luật cho phép. Vì việc chặt cây phá rừng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường như là xói mòn đất, dẫn đến lũ lụt, thiên tai. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng các em nhé. Ở bài tập 1, các em đã biết kể cốt truyện ba lưỡi diều. Để các em kể thành một câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn, lôi cuốn người nghe hơn, cô cùng các em chuyển sang bài tập 2. Bài 2, phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện. Ở bài tập 2 yêu cầu chúng ta là phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện. Vậy để giúp người nghe hiểu được đầy đủ nội dung của câu chuyện, các em cần quan sát kỹ tranh minh họa, hình dung mỗi nhân vật đang làm gì, nhân vật nói gì, ngoại hình của nhân vật như thế nào, chiếc diều trong tranh là diều vàng, diều bạc hay là diều sắt. Từ đó các em có thể tìm những từ ngữ để kể cho thích hợp và hấp dẫn người nghe hơn. Mời các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất. Và cho cô biết, anh chàng tiều phu đang làm gì? Chúng ta thấy được, anh chàng tiều phu đang đốn củi. Và không may khi đốn củi thì lưỡi diều bị gãy và văng xuống sông. Vậy khi lưỡi diều văng xuống sông thì các em thử tưởng tượng xem chàng trai sẽ nói gì? Anh tiều phu có thể nói là gì? Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi diều này. Nay mất rồi, ta lấy gì để kiếm sống qua ngày đây? Các em quan sát tiếp bức tranh và cho cô biết ngoại hình của anh tiều phu như thế nào? Chúng ta thấy được ngoại hình của anh tiều phu như là khỏe mạnh này, cơ bắp thì cuồn cuộn, nước da thì ngăm đen này, chân người thì nhễ nhại mồ hôi này, trên đầu thì quấn một cái khăn màu nâu. Vậy, khi tả ngoại hình của ông cụ thì chúng ta dùng những từ ngữ nào để miêu tả? Chúng ta có thể miêu tả như là râu tóc thì bạc phơ này, da rẻ thì hồng hào này, nụ miệng thì tươi cười, hiền từ. Vậy, khi chúng ta tả lưỡi diều trong tranh như là lưỡi diều bằng vàng thì chúng ta dùng những từ ngữ nào để miêu tả? Chúng ta có thể sử dụng những từ ngữ như là vàng sáng lóa để tả cái diều bằng vàng. Rồi khi tả lưỡi diều bằng bạc thì chúng ta có thể dùng những từ ngữ như là sáng lấp lánh. Khi tả lưỡi diều bằng sắt thì chúng ta có thể dùng những từ ngữ là gì? Cũ kỹ này, nhưng mà lưỡi diều thì sáng loáng này, sắc bén này. Mỗi ý các em kể trong từng đoạn văn sẽ sinh động hơn, rõ hơn cho từng nhân vật, sẽ giúp người nghe hay hơn, cuốn hút hơn và tò mò hơn. Người kể sẽ nhập vai vào câu chuyện mình kể. Bây giờ, mời các em nghe câu chuyện ba lưỡi diều từ lời kể của một người ông để xem ông đã dùng những từ ngữ nào để tả các nhân vật trong truyện tranh nhé. Mời các em cùng nghe chuyện kể. Ông có quen một chàng trai tên là Bảo. Bảo sống với cha trong một ngôi nhà nhỏ vùng thôn quê. Họ cũng rất nghèo khổ, nhưng Bảo luôn thích ở bên cha mình vì ông dạy cậu mọi thứ để sống lương thiện, để mưu sinh bằng cách đốn củi bán lấy tiền. Hàng ngày cả hai cha con mang chiếc diều sắt độc nhất mà họ có đi đốn củi trong rừng sâu, mang về bán cho dân làng. Cả bó củi lớn mà họ đốn cũng chỉ đổi được vài đồng bạc đủ sống tạm qua ngày. Dù nghèo khổ là vậy, nhưng họ luôn vui vẻ sống bên nhau. Một ngày nọ, người cha chẳng may đổ bệnh và qua đời. Ông chỉ để lại cho Bảo ngôi nhà lá ở bìa rừng và chiếc diều sắt đã cũ kỹ. Kể từ đó, sáng nào Bảo cũng tự mình vào rừng đốn củi. Dù
vất vả và nghèo khổ, nhưng Bảo luôn tự nhủ rằng mình đã may mắn biết bao khi cha để lại cho mình chiếc rìu sắt là phương tiện mưu sinh để có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ dân làng. Ở bìa rừng có một con sông nước chảy xiết đến nỗi thế ai trượt chân té xuống là sẽ bị nó cuốn đi mất. Một hôm, những thường ngày, chàng triều phu phát triều vào rừng để đốn củi. Trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông, thì chẳng may lưỡi rìu văng xuống sông. Vì dòng sông nước chảy quá xiết, nên anh chàng vẫn không thể xuống sông để tìm lưỡi rìu. Thất vọng, anh chàng triều phu quỳ thụp xuống cạnh bờ sông than khóc. Nhìn lên trời, anh chàng than thở. Giờ thì làm sao tôi đốn củi được nữa? Làm sao dân làng có củi để nấu cơm cho cả nhà ăn, khi tôi chẳng thể mang về được cây nào nữa? Nghe những lời than khóc ấy, một cô tiên hiện lên trước mặt chàng triều phu hỏi. Này cháu đang có chuyện gì mà ta thấy cháu khóc và buồn bã như vậy? Bảo liền đem chuyện mình đánh rơi lưỡi rìu xuống dòng sông khi đang đốn củi, mà nước thì chảy xiết quá, chàng chẳng thể tìm lại lưỡi rìu nữa. Cô tiên liền nhúng tay xuống dòng sông đang chảy xiết kia và kéo lên khỏi mặt nước một chiếc rìu bằng vàng óng ánh. Câu hỏi: đây có phải lưỡi rìu mà cháu đã đạp rơi xuống sông không? Bảo đáp: chiếc rìu này đẹp thật đấy, nhưng chẳng phải của cháu ạ. Cô tiên khẽ nói. Rồi lại một tay xuống dòng sông một lần nữa. Lần này cô tiên nhấc một chiếc rìu bạc sáng loáng lên khỏi mặt nước và hỏi chàng triều phu: đây có phải là lưỡi rìu của cháu không? Bảo liền đáp: cái này cũng thật đẹp, nhưng cũng không phải của cháu ạ. Lần thứ ba, cô tiên lại buộc tay xuống dòng sông. Lần này cô kéo lên một chiếc rìu bằng sắt cũ kỹ của Bảo. Cô tiên hỏi: phải của cháu không? Thấy đúng là lưỡi rìu của mình rồi, chàng triều phu reo lên sung sướng. Dạ đúng rồi, nó là lưỡi rìu của cháu ạ. Khi dừng lại lưỡi rìu, Bảo rối rít cảm tạ cô tiên. Chàng còn bảo mình sẽ tiếp tục dùng chiếc rìu này để đốn củi bán cho dân làng kiếm tiền mưu sinh. Cô tiên khen cháu quả là người thật thà và trung thực, không hề tham tiền bạc và lợi lộc. Này, ta tặng thêm cho cháu hai lưỡi rìu bằng vàng và bạc này, hãy dùng chúng vào bất cứ việc gì cháu muốn. Bảo đáp: nhưng cô đã trả lại cho cháu chiếc rìu sắt, vậy là đủ rồi ạ. Đây là quà ta tặng cháu, cháu cứ vui vẻ nhận. Bảo cảm tạ cô tiên một lần nữa và đón lấy hai chiếc rìu được tặng. Rồi chàng triều phu lại tiếp tục đốn củi như thường lệ. Người ta đồn đại rằng Bảo đã bán hai chiếc rìu vàng và bạc để sống cuộc đời giàu sang trong một căn nhà rộng lớn ở thành phố. Nhưng ông biết chắc rằng Bảo rất thích là một chàng triều phu đi đốn củi hàng ngày. Chàng cũng không mong có một cuộc sống khác đi cuộc đời mà cha chàng đã tạo dựng, nên chàng đã giấu hai chiếc rìu vàng và bạc vào nơi an toàn trong ngôi nhà. Chỉ khi cần đến như giúp một cháu bé bị ốm trong làng, chàng mới lấy ra một ít vàng từ chiếc rìu mà mang đi bán. Bảo bây giờ đã là một ông lão, chứ người ta bảo nếu đi vào rừng, ta vẫn nghe thấy tiếng chặt củi của ông lão. Bảo đã sống hạnh phúc như thế mãi mãi trở về sau. Các em vừa nghe câu chuyện ba lưỡi rìu bằng lời kể của người ông. Người ông đã dùng giọng kể của mình lôi cuốn người nghe, dẫn dắt người nghe từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, giúp người nghe cảm thấy tò mò, thích thú. Cô hy vọng mỗi bạn dùng giọng kể của mình, sử dụng những từ ngữ phong phú để kể câu chuyện này cho ba mẹ của mình nghe, hoặc ghi âm lại, gửi lại cho cô giáo chủ nhiệm của mình. Bài tập 2 cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Chúc các em mạnh khỏe, học tốt. Chào tạm biệt các em.